Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ông Trần Vĩnh Tuyến đã có cuộc khảo sát tình trạng lấn chiếm kênh rạch. Ông Tuyến cho biết là trong vòng 5 năm tới sẽ giải quyết 20.000 hộ dân đang lấn chiếm kênh rạch trên toàn thành phố. Vị Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết kế hoạch đặt ra trong vòng 5 năm tới, thành phố sẽ giải quyết gần 20.000 hộ lấn chiếm kênh rạch trên toàn thành, chiếm trên 90% số hộ đang sống ven theo các con kênh. Mục tiêu là đến năm 2020, thành phố sẽ khôi phục lại tất cả các hệ thống kênh rạch thoát nước tự nhiên. Thống kê cho thấy các khu vực có số nhà lấn chiếm kênh rạch nhiều nhất thành phố gồm quận 8 có gần 10.000 căn, quận 7 có khoảng 2.200 căn, v.v. Đại diện Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, tính đến giữa tháng 7 năm nay, thành phố còn 59 trường hợp xây dựng lấn chiếm cửa xả thoát nước, 61 vị trí lấn chiếm lòng và hành lang kênh rạch.